Hùng Lê xin được kính chào quý chị nhà đầu tư. Chúng ta cùng gặp lại và đồng hành với nhau ở trên bản điểm tin tuần ở trên kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Như thường lệ thì ở mỗi một tuần sau khi mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch ngày thứ sáu, chúng ta sẽ có một bản tin phân tích bộ ba tham số chung của thị trường cùng với chỉ số. Cùng với đó thì chúng ta sẽ đi phân tích các cái danh mục cổ phiếu khá là cơ bản để anh chị em của chúng ta có thêm những cái thông tin tham khảo ở trong tuần giao dịch mới. Còn đối với kênh Hùng Lê Chứng khoán thì các anh chị cũng đã biết rồi, một ngày chúng ta sẽ có một bản tin, chúng ta sẽ phân tích dự báo, đánh giá xu hướng thị trường ở trong phiên giao dịch của ngày hiện tại và sau đó sẽ đưa ra một vài cái nhận định cho phiên giao dịch tiếp theo. Thì ở trong các cái bản tin ngắn này thì chúng ta cũng lần lượt chúng ta đánh giá bộ ba tham số chung của thị trường để chúng ta cập nhật thêm. Ở ngoài xu hướng tuần thì chúng ta sẽ cần thêm xu hướng ngày để chúng ta đánh giá xem là như vậy với các cái nội dung mà thị trường tạo được ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì như vậy nó là tích cực hay nó là tiêu cực, và dự báo thêm về cái cách đường đi của thị trường ở trong phiên giao dịch tiếp theo. Thị trường chúng ta thì nó sẽ luôn luôn biến động các anh chị, và những cái tham số kỹ thuật của thị trường thì sẽ giúp cho chúng ta có thêm những cái nhận xét, những cái nhận định về mặt xu hướng. Do đó thì các anh chị cũng có thể đăng ký kênh và chúng ta sẽ tham khảo thêm các cái hướng phân tích của cá nhân Hùng Lê. Thì bản tin tuần thì cơ bản như vậy thôi. Tuần từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5, phần thứ nhất bộ ba tham số chung của thị trường, phần thứ hai thì chúng ta lần lượt view các cái danh mục cổ phiếu trụ, sau đó đến nhóm ngành bất động sản, khu công nghiệp, nhóm ngành thép, nhóm ngành đầu tư công, rồi nhóm ngành bất động sản dân cư, nhóm ngành chứng khoán, và cuối cùng bản tin thì cũng sẽ có một vài các cái cập nhật tổng kết lại về cách vận hành thị trường. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm thì các anh chị lưu ý tất cả các nội dung phân tích ở trên video mang quan điểm của cá nhân Hùng Lê. Chính vì vậy nên là nhà đầu tư của chúng ta sẽ cân nhắc trước khi xem và trước khi áp dụng. Quan điểm của cá nhân Hùng Lê thì cũng đã chia sẻ với các anh chị em rất nhiều lần rồi. Đó là bây giờ chúng ta ở trong một cái kỷ nguyên của công nghệ thông tin. Chúng ta có rất nhiều các cái kênh thông tin để chúng ta có thể tham khảo và lấy đó để chúng ta có những cái quyết định đầu tư nó đúng đắn, và với những cái góc độ, những cái góc nhìn mà cá nhân Hùng Lê chia sẻ với các anh chị ở trong cái quãng đường vừa qua thì các anh chị cũng đã cảm nhận được những cái gì mà Hùng muốn nói. Phần thứ nhất, chúng ta sẽ view bộ ba tham số chung của thị trường trong tuần vừa qua. Chỉ số VN Index phiên giao dịch từ ngày 16 đến ngày 16 đến ngày 10 thì chúng ta đã bắt đầu bước vào tuần mới thì chúng ta đã hoàn thành được cái mức target 1 của chỉ số VN Index ở vùng 1222 điểm. Và sau đó thì hàng ngày thì các anh chị đều nắm được cái phương pháp của cá nhân Hùng Lê phân tích, đó là gì? Chúng ta lần lượt đưa được các cái target kỹ thuật của chỉ số VN Index lên vùng 1225 điểm. Sau đó thì chỉ số VN Index của chúng ta tiếp tục hoàn thành cái target 2 ở vùng 1240, hướng lên vùng target 3 ở vùng 1260. Và trong cái quá trình mà hướng lên vùng target 3 đó thì thị trường chúng ta phải đi qua một cái gọi là một cái cửa ải, đó là vùng 1250. Thì các anh chị nhìn thấy là trong phiên giao dịch ngày 8, ngày 9 đúng không ạ, ngày 8, ngày 9, ngày 10 thì về cơ bản là thị trường chúng ta có thời điểm tạo cố gắng kéo lên ở vùng 1255 điểm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang bị thất bại các anh chị, và cái cách mà tiếp cận vấn đề đối với chỉ số cái sự vận động của chỉ số VN Index ở từng phiên thì như vậy là các anh chị cũng nắm được rồi. Thì sau khi mà chúng ta kết thúc phiên giao dịch ngày 9 và chuẩn bị cho phiên giao dịch ngày 10 thì như chúng ta cũng đã phân tích định hướng, đó là index sẽ có gap tăng lên quanh vùng 1252 điểm. Thì cây đến giờ đầu phiên thì chỉ số VN Index của chúng ta cũng đạt được ở vùng 1252. Sau đó thì nhiệm vụ nó sẽ đi lấp gap lại ở vùng 1235 đến vùng 1240. Thì các anh chị để ý thấy là hai cây nến kết thúc của phiên sáng và cây nến từ 13 giờ đến 14 giờ thì chỉ số VN Index chúng ta lấp về vùng 1237 điểm. Sau đó thì có cây nến giờ phục hồi suy soát kéo lên vùng 1245. Như vậy trong ngắn hạn thì các anh chị để ý thấy là chúng ta đã bắt đầu có được một cái kênh xu hướng. Kênh xu hướng này thì cũng nó cũng nhỏ thôi ở trên chart kỹ thuật giờ, và nó cũng sẽ thể hiện cái tâm lý hành vi của nhà đầu tư. Như vậy tuần tới phiên giao dịch ngày thứ hai, khả năng thì chỉ số VN Index chúng ta sẽ tiếp tục kéo lên ở quanh vùng 1249 đến vùng 1250. Sau đó thì nhiệm vụ thì lại bắt đầu lặp lại cái kịch bản phân tích, đó là vùng 1235 đến vùng 1240. Cái điểm sâu hơn thì chúng ta có thể tính toán ở khoảng quanh vùng 1230 đến vùng 1233. Và các anh chị lưu ý là cái vùng 1230 nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ tâm lý rất quan trọng, các anh chị nhá, rất quan trọng về mặt xu hướng.
Trong trường hợp nếu như mà chỉ số VN Index của chúng ta tích lũy được ở vùng 1230 sau đó nó phục hồi thì như vậy là có thể nó sẽ gì, nó sẽ công lại cái đường cản xu hướng này, và trong cái quá trình mà công lên của thị trường thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá. Còn trong trường hợp nếu chỉ số VN Index chúng ta bị mất ở vùng 1230 thì như vậy chúng ta phải tính toán đến cái vùng kỹ thuật tiếp theo ở khoảng quanh vùng 1218, 1220, tức là nó sẽ test lại cái target 1 của thị trường. Bây giờ thì chúng ta cùng nhìn sang chỉ số VN30, và chúng ta cũng đã có những cái sự phân tích rất là kỹ lưỡng chi tiết hàng ngày. Ví dụ phiên giao dịch của ngày 6 thì VN30 sẽ tạo gap tăng lên vùng 1260. Phiên giao dịch ngày 7 thì sẽ tạo gap tăng lên vùng 1278, và phiên giao dịch ngày 8 thì sẽ tạo gap tăng lên vùng 1289 đến vùng 1290. Và phiên ngày 9 thì 1289, và đến phiên giao dịch ngày 10 thì chúng ta có dự báo VN30 sẽ kéo gap tăng lên vùng 1285. Thì các anh chị để ý thì ngay cây nến giờ đầu tiên thì chỉ số này chạm vùng 1285 và sau đó thì nó test lại vùng 1270 cộng trừ 2 điểm. Đấy các anh chị. Và như vậy là trong ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là cái biên 1270 cộng trừ 2 điểm nó đã trở thành một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật đắc lực ít nhất là từ phiên giao dịch ngày 8, ngày 9, ngày 10. Và bản thân thì phiên ngày hôm nay nó cũng test về vùng 1270 cộng trừ đây, và nó có cây nến giờ cuối phiên phục hồi khá là tích cực. Thì với đà phục hồi như thế này thì chúng ta cũng bắt đầu hình thành được một cái kênh xu hướng ngắn hạn ở trên ở chart kỹ thuật giờ của chỉ số VN30, và do đó thì có thể là phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới chỉ số này sẽ tiếp tục tạo gap tăng lên khoảng quanh vùng 1280 1281. Sau đó thì tiếp tục cái nhiệm vụ gì 1270 cộng trừ 2 điểm, sâu hơn nữa là vùng 1255 đến vùng 1260, test tích lũy thành công một điểm này thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục dự báo cái cách vận hành là nó sẽ long và nó sẽ chạm lại cái vùng cản của cái kênh xu hướng này, và tại những cái điểm cản đó thì chúng ta sẽ phân tích thêm ở trong phiên. Chỉ số VN30F1M hay còn gọi là chỉ số phái sinh từ phiên giao dịch ngày 6 đến ngày 10 thì như vậy là chúng ta cũng đã có những cái phân tích rất là kỹ lưỡng. Thì bước vào dự báo về mặt thiên hướng kỹ thuật là phiên giao dịch của ngày 6 á, thì chỉ số VN30F1M chúng ta sẽ kéo lên vùng 1255 cộng, và sau cái gap tăng này thì như vậy là chúng ta cũng đã có được những cái tất cả kỹ thuật ở trong tuần ở vùng 1270, sau đó thì các cái phiên giao dịch đúng không ạ, hàng ngày thì các anh chị nắm được rồi. Đó, chúng ta lần lượt phân tích các cái gap tăng ở đầu phiên và sau đó chỉ số VN30F1M chúng ta lấp gap đúng không ạ. Thì phiên giao dịch ngày 10 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy thôi, chúng ta có đánh giá là gì, chỉ số VN30F1M sẽ quay trở lại ở vùng 1278 1277576 này đó, và sau đó thì nó sẽ quay trở về lấp gap, và cái cản kỹ thuật của thị trường đó là vùng 1280 và đích đến sẽ là vùng 1287 đến vùng 1290. Còn vùng hỗ trợ kỹ thuật dưới thì sẽ như thế nào? Chỉ số phái sinh sẽ lần lượt test, và các anh chị để ý nhé. Đó, sau khi mà đạt lên được cái vùng cản 1280 thì phiên ngày hôm nay nó test này. Điểm test đầu tiên nó test ở vùng 1270 điểm đúng không ạ? Đó, và các cái phân tích của chúng ta phân tích khá là sát. Sau đó sẽ test về vùng 1265 và điểm thứ ba sẽ test về vùng 1260. Và đây các anh chị có một cây nến test về vùng 1260 trước khi mà nó kịp phục hồi lên vùng 1270 điểm ở đây. Với động thái hiện tại của chỉ số phái sinh thì như vậy là chúng ta tiếp tục dự báo khả năng ở trong phiên giao dịch của ngày thứ hai tuần tới nó sẽ tiếp tục có gap tăng lên khoảng quanh vùng 1275, 1276. Sau đó thì gì? Chúng ta lại lặp lại kịch bản đó là gì? 1270, 1265 và vùng 1260. Trong bản tin và trong xu hướng tuần tới thì chúng ta cần phải tính toán thêm một điểm hỗ trợ dưới nó sâu hơn so với các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở trong tuần vừa qua. Đó là vùng 1247, 1250 và vùng 1253, các anh chị lưu ý đối với xu hướng kỹ thuật của chỉ số phái sinh. Hàng ngày sau khi mà kết thúc một cái phiên giao dịch thì cũng sẽ có một cái bản tin để chúng ta phân tích, để chúng ta tổng hợp lại, đúng không ạ? Để chúng ta nắm được về mặt thiên hướng kỹ thuật của thị trường. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, đó là nội dung là chúng ta sẽ đi view nhanh các cái mã cổ phiếu rất là cơ bản. Thì Hùng sẽ view từ phiên giao dịch của ngày 2. Bởi vì là trong tuần vừa qua thì chúng ta thì có tuần trước chúng ta thì có hai phiên giao dịch thôi, và chúng ta lấy cái video của phiên giao dịch kết thúc tuần của 225 á để chúng ta tiếp tục theo dõi các cái động thái của thị trường. Và phiên tuần trước thì mình chỉ phân tích thêm nhóm thép, nhóm bất động sản dân cư và nhóm banh thôi để các anh chị nắm được. Cổ phiếu Mansan, về cơ bản kỹ thuật thì cũng có đánh giá rằng đây là một mã cổ phiếu rất là tiềm năng cho xu hướng trung và dài hạn. Chính vậy nên là ở vùng 6566 chúng ta tuần trước chúng ta đã có những cái điểm gom, và tuần này thì chúng ta cũng có dự báo về khả năng là sẽ test lại, nhưng mà trên thực tế thì nó không test anh chị nhá, và nó chỉ test lại quanh vùng 67 thôi, tiếp tục hoàn thành được cái target mục tiêu vùng 69, sau đó tiếp tục đạt lên target 72, và tuần này thì nó đang hướng về cái target kỹ thuật 75. Trên cơ sở là sau khi nó vượt vùng 72 ở đây thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu Mansan nó cũng đang có các cái điểm diện, các điểm chỉnh cung
Tết cung nhẹ nhàng lại. Như vậy tuần tới thì kỳ vọng ở khoảng quanh vùng 69, 69.5 đến khoảng quanh vùng 70 các anh chị, nó sẽ test tích lũy thành công ở vùng này. Test thành công rồi thì như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục dự báo về mặt thiên đường kỹ thuật hướng về vùng tăng kỹ thuật 72, xa hơn sẽ là vùng 74 đến khoảng vùng 75. Cổ phiếu MVG là một mã cổ phiếu rất là hay, và trong thời gian vừa qua thì MVG đã chính thức suýt soát các anh chị. Tức là target kỹ thuật ở vùng 60 thì như vậy là suýt soát nó lên được vùng 59.5 lên đây này. Và suýt soát đạt vùng tầm 60 thì trong ngắn hạn á, là MVG nó có, sau khi nó hoàn thành target vùng 57 này thì nó tiếp tục dự báo lên vùng 60, và đây đang là các cái điểm test kỹ thuật khá là tích cực. Ví dụ điểm thứ nhất nó kéo lên vùng 57, nó test lại trên vùng 57 cộng, và điểm thứ hai trong phiên giao dịch của ngày 10 thì như vậy là MVG cũng đã test sát đến vùng 57 và hai cây nến phục hồi suýt soát lên vùng 59, như vậy là cũng hết sức là tích cực đúng không ạ? Về lại cái giá tham chiếu trong phiên giao dịch ngày qua. Như vậy khả năng tuần tới mục tiêu sẽ hướng tới về vùng 60 đến khoảng vùng 61, và ở đây thì hiện tại đang là vùng cản tâm lý. Chính vậy nên là chúng ta cũng sẽ cần thêm cái thời gian để chúng ta đánh giá về mặt thiên hướng. Cổ phiếu Vinamilk từ phiên giao dịch ngày 2 đấy các chị, thì như vậy là chúng ta cũng thấy rằng là trong 2 tuần vừa qua đi thì cổ phiếu Vinamilk cũng đã có một sự phục hồi khá là tích cực, đạt lên được cái vùng target kỹ thuật vùng 67, sau đó hướng đến vùng 68.5, và hiện tại thì Vinamilk cũng đang có một cái điểm test kỹ thuật rất hay ở đây. Thì như vậy là khả năng nó sẽ ở khoảng quanh vùng 60, 65.8, 65.8 đến khoảng vùng 66, đến khoảng vùng ở đây là chúng ta có thể lấy ở vùng 66.5. Khả năng thì tuần tới nó sẽ có các cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng đấy, từ 65.8 đến khoảng vùng 66.5. Test tích lũy thành công thì mục tiêu chúng ta lại tiếp tục gì, thực hiện cái động thái đó là hướng lại vùng target kỹ thuật 67, điểm xa hơn sẽ vùng 68.5 đến khoảng quanh vùng 69. Cổ phiếu BVH cũng đã đạt được target kỹ thuật ở đây là vùng 41.2 đến vùng 41.5 ở trong tuần giao dịch vừa qua, và khi đạt đến cái target kỹ thuật này thì như vậy là chúng ta có một điểm ở đây, và điểm thứ hai có hai điểm mà cổ phiếu này ở diện cổ phiếu này công công về vùng cản kỹ thuật ở đây. Thì như vậy là gì, ở đây hiện tại thì chúng ta thấy rằng là BVH đã có một nhịp test lại cung. Tuần tới các điểm test sẽ ở khoảng quanh vùng 40, 40.3 đến khoảng vùng 40.5. Test tích lũy thành công ở vùng này thì mục tiêu ngắn hạn chúng ta sẽ ngắm vùng cản kỹ thuật 41.5, điểm xa hơn sẽ là vùng 42.5. J ở trong nhịp vừa qua kéo rất là tích cực, các anh chị kéo rất là tích cực. Kể từ vùng 58 đây thì như vậy là chúng ta tiếp tục đặt target lên vùng 62, và sau khi mà tuần kết thúc cái tuần nghỉ á thì như vậy cổ phiếu J đạt vùng 62, và chúng ta có tiếp tục gì ạ? Phân tích một cái điểm nhấn kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 58.5 đến khoảng vùng 61 đây này, vùng 61.1, và tiếp tục đưa target J lên vùng 65, và tuần này thì chính thức là J đã chính thức là đạt được lên cái target 65 trên vùng 65, một target khá là khỏe. Sau đó thì nó tiếp tục có một điểm test, hai điểm test và ba điểm test kỹ thuật ở vùng 64.5 đến khoảng vùng 65. Và đây là các điểm test khá là thành công. Mục tiêu thì như vậy trong ngắn hạn, J sẽ tiếp tục công lại vùng 67 đến khoảng quanh vùng 68. VIX hiện tại thì cũng đang có những cái động thái khá là tích cực. Vùng tích lũy ở quanh vùng 42.7 đến vùng 43. Mục tiêu thì ngắm lên vùng 47, và trên thực tế trong tuần vừa qua thì nó đi lên được đến vùng 46 và nó đang dừng lại ở một cái điểm tích lũy. Như vậy tuần tới ở khoảng vùng 44, 44.5, và điểm này là đâu đó khoảng 44.3, 44, 44.33, 44.5. Đây sẽ là điểm tích lũy thành công thì như vậy ngắn hạn thì chúng ta sẽ có các cái target kỹ thuật ở vùng 46, 47, xa hơn sẽ là ngắm lên ở vùng 48. Vinhome ở trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì hơi đuối khi mà cây nến kết thúc phiên thì nó lại có một cái điểm đây các anh chị, hai cây nến bán khá là mạnh và nó lại bị rơi khỏi qua cái điểm vùng 40.5. Tất nhiên là cái điểm rơi này chưa quá mạnh. Như vậy thì chúng ta sẽ cần thêm cây nến giờ của phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới để chúng ta đánh giá thêm. Trong trường hợp bật lên được vùng 40.5 thì như vậy là xu hướng tích cực, còn trong trường hợp nếu tiếp tục xuất hiện một cây nến đỏ và cổ phiếu này bị mất ở vùng 40.5 thì như vậy là chúng ta sẽ phải dự báo các vùng hỗ trợ kỹ thuật sâu hơn ở khoảng quanh vùng 44. Nhóm ngành mình sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản, khu công nghiệp. Cổ phiếu ITA từ phiên giao dịch ngày 2 cho đến thời điểm hiện tại thì về cơ bản cổ phiếu này tích lũy đi ngang ở khoảng quanh vùng 4.9 đến vùng 5, và khả năng tuần tới thì sẽ vẫn như vậy.
Điểm cản kỹ thuật ở đây chúng ta có điểm cản kỹ thuật ở 5.2 và điểm xa hơn sẽ là khoảng quanh vùng 5.3, thì ngắn hạn này chúng ta sẽ ngắm như vậy thôi. Cổ phiếu KBC cũng đang hình thành được một cái nền tích lũy khá là tốt. Tuần khi mà vào tuần mới thì chúng ta có phân tích cái điểm 28.5. Đấy anh chị, thì phiên giao dịch ngày 2 thì như vậy là cổ phiếu này test tích lũy ở vùng 28.5 và bắt đầu có sự phục hồi. Điểm target kỹ thuật ở vùng 30.5 thì đã chính thức hoàn thành, và chúng ta thấy là điểm thứ nhất, điểm thứ hai, thì như vậy trong tuần vừa qua thì cổ phiếu KBC có hai điểm test tích lũy ở vùng 38.5. Hiện tại đây đang có một cái nhịp chỉnh cung nhẹ nhẹ, như vậy tuần tới ở vùng 29.5, điểm sâu hơn sẽ là vùng 29, kỳ vọng tích lũy thành công vùng này. Mục tiêu sẽ hướng lại ở khoảng target kỹ thuật của nó sẽ hướng lại khoảng quanh vùng kỹ thuật 31 đến khoảng vùng 31.5. Cổ phiếu SCC thì khá là đẹp. Đấy, trong cái tuần cũ thì chúng ta có phân tích một cái vùng nền ở vùng 39.5, vùng 40, mục tiêu đánh lên vùng 42, tuần này hoàn thành vùng target 42, sau đó nó test vùng 41 đến khoảng vùng 41.5, hai điểm test, và điểm test phiên kết tuần thì cũng tạm ổn anh chị, với lực cầu phục hồi khá là tốt. Với điểm test này thì như vậy chúng ta kỳ vọng là gì? Vùng 41, 41.5 tiếp tục là biên hỗ trợ kỹ thuật. Test tích lũy thành công thì target ở trong ngắn hạn của cổ phiếu SCC ngắm về khoảng vùng 43.5 đến khoảng quanh vùng 44. Cổ phiếu IDC ở đây chúng ta có điểm IDC thì chúng ta có một cái điểm 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 kỹ thuật rất là đẹp trong tuần vừa qua, đó là vùng tích lũy các anh chị, vùng tích lũy ở khoảng quanh vùng 55.5 đến khoảng vùng 56, và đặc biệt là IDC thì nó ra kết quả kinh doanh khá là tốt, và như vậy thì cổ phiếu này cũng có xác định gọi là có những cái điểm đánh vượt đỉnh rồi. Đó, hoàn thành được cái target kỹ thuật ở vùng 59, từ vùng 59 này nó tiếp tục hướng lên vùng 64.5 đến khoảng 62.5 đến khoảng vùng 63. Và trong tuần thì như vậy là có thời điểm là cổ phiếu này đã vượt vùng 63 và hiện tại đang có những cái điểm test tích lũy ở quanh vùng 61 khá đẹp. Thuận thì như vậy là test không thủng vùng 61 thì có thể kỳ vọng nhịp này IDC sẽ công lại ở khoảng quanh vùng 65. Cổ phiếu VGC ở đây chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật đây anh chị nhá. Đó, tuần đấy chúng ta có nói đến vùng 50.5, và đặc biệt ở cái lùi lại ở lịch lại ở những cái tuần trước thì chúng ta có phân tích vùng hỗ trợ kỹ thuật 49.5 đến vùng 50. Hiện tại thì target 1 ở vùng 52 chính thức hoàn thành, và sau khi vượt vùng 52 thì như vậy là VGC đang quay trở lại test vùng 52, và cái cách là gì? Công cản, vượt cản và sau đó test lại cản, thì đây là một cái kịch bản rất là đẹp đối với cách vận hành rất là thông thường của mạng các mã cổ phiếu. Như vậy ở tuần tới khả năng chúng ta sẽ có thêm các cái điểm test kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 52.3 đến khoảng vùng 53, test đi thành công ở vùng này. Mục tiêu chúng ta sẽ tiếp tục ngắm target kỹ thuật của em này lên khoảng quanh vùng 56. Tiếp cũng có những cái điểm mà test tích lũy khá là đẹp. Đó, ở khoảng quanh vùng 22.7 đến vùng 23 này, và target mục tiêu thì ở vùng 24.5 đến vùng 25. Trong tuần vừa qua thì hoàn thành được cái điểm 24.5 và bắt đầu quay trở lại test tích lũy. Hai cây nến của phiên giao dịch ngày hôm nay khá là tích cực khi nó test xuống dưới vùng 23.5 nhưng nó cũng đã kịp rút chân, tức là đây là nó quay nến doji và sau đó thì cây nến hammer liền sau nó. Như vậy vùng 23.5 trở thành biên hỗ trợ kỹ thuật 23.5 23.3, 23.3 trở thành cái biên hỗ trợ kỹ thuật trong ngắn hạn của cổ phiếu này, và kỳ vọng ở vùng 24.5 đến vùng 25 chúng ta sẽ tiếp tục phân tích. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành thép, thì nhóm ngành thép cũng đang có một cái sự phục hồi khá là tích cực, và đặc biệt là mã cổ phiếu Hòa Phát, đúng không anh chị? Mã cổ phiếu Hòa Phát thì đang có cái sự phục hồi rất là tích cực. Thì nếu như chúng ta lùi lịch lại ở khoảng tuần 22 đến khoảng tuần 23 tháng 4 thì như vậy là chúng ta có phân tích một cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của Hòa Phát ở quanh vùng 27.5 đến vùng 28 khá là đẹp. Sau đó thì nó kéo lên ở vùng 29 và cũng có phân tích một cái điểm test kỹ thuật thứ hai ở vùng 28 đến vùng 28.2. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời ở điểm này, đấy là cái điểm nhận kỹ thuật của cổ phiếu HPG, và trong tuần này thì như vậy là Hòa Phát chính thức hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 29.5. Sau điểm kéo đạt vùng 29.5 thì Hòa Phát tiếp tục kéo lên ở vùng 31 đến khoảng vùng 31.5, và ở đây thì hiện tại đang va phải cái vùng cản tâm lý tương đối mạnh của cổ phiếu Hòa Phát. Như vậy thì đây sẽ là cái điểm test này, đây điểm test kỹ thuật 30 và hai cây nến giờ phục hồi của phiên ngày hôm nay khá là tích cực. Và với động thái này nếu có thì nó sẽ đâu đó không biết là có vùng khoảng 29.5 đến khoảng vùng 29.7 không, và điểm xa xa hơn đấy khoảng quanh vùng 30, tức là chúng ta dự dự ở một cái vùng mà cổ phiếu Hòa Phát có thể quay trở về test
Mục tiêu trong ngắn hạn thì khả năng cao thì tuần tới thì Hòa Phát sẽ tiếp tục kéo, và các cái điểm kéo đó thì nó sẽ hướng về khoảng quanh vùng 31 đến khoảng vùng 31.5. Ở cổ phiếu HSG cũng như vậy, HSG cũng đã hình thành được một cái nền tích lũy, và bản thân cái nền tích lũy này thì cũng đã có phân tích cho các anh chị rồi, ở vùng 19 đến vùng 19.3. Sau đó thì chúng ta nâng cái target 1 của cổ phiếu này lên khoảng quanh vùng 20.5, và trong tuần này thì như vậy là nó tiếp tục hoàn thành được một cái target kỹ thuật 21 với biên hỗ trợ 19.8 đến vùng 20 khá là tích cực. Ngay cái nến giờ phục hồi ở phiên này cũng khá là tốt, cho nên là tuần tới thì khả năng là gì? Có cùng lắm thì nó sẽ test nhẹ lại ở khoảng quanh vùng 20.5, và chúng ta sẽ hướng đến cái vùng cản kỹ thuật tiếp theo của Hoa Sen dự kiến sẽ ở khoảng quanh vùng 21 đến khoảng vùng 21.5. Nam Kim cũng có một cái đường đi khá là tích cực ở trong tuần vừa qua, thì quay trở lại ở cái tuần 24 đến tuần 26 tháng 4 thì như vậy cũng có phân tích cái điểm hỗ trợ kỹ thuật của Nam Kim ở vùng 21.5 đến khoảng vùng 22, và sau đó thì chúng ta lần lượt nâng các cái target kỹ thuật lên vùng 23, sau đó lên vùng 24. Thì về cơ bản là tuần này Nam Kim hoàn thành cái target mục tiêu ở vùng 24. Đồng thời thì nó cũng có những cái điểm gì test tích lũy lại ở vùng 23, 23.2 khá là đẹp. Mục tiêu thì khả năng tuần tới sẽ tiếp tục công vùng cản 24, xa hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên target kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 25. Cổ phiếu VGS thì tuyệt vời, tức là như Hùng đã có phân tích chia sẻ, đối với em này mà chúng ta đánh T cộng và chúng ta có danh mục ở trong tài khoản thì chúng ta đánh khá là rát và khá là vui đấy. Và khi mà chúng ta kết thúc kỳ nghỉ lễ thì có đánh giá cái điểm 24.5, và sau đó chúng ta nâng cái target kỹ thuật 27, 27.5. Tuần này sau khi mà nó hoàn thành được cái vùng 27.5 thì nó tiếp tục kéo lên vùng 29 đến khoảng vùng 30. Đây là một cái target khá là mắc của cổ phiếu VGS ở trong tuần vừa qua. Và với động thái hiện tại, tức là nó test cung rất khỏe các anh chị, nó test chỉ test trên vùng 29 cộng, nên khả năng là gì, với động thái này thì như vậy là VGS sẽ tiếp tục hướng về target ở khoảng quanh vùng 32. TLH thì cũng đang ở trạng thái tích lũy thôi, chưa có nhiều các cái đột biến. Ngắn hạn thì chúng ta có vùng 6.8 đến vùng 7 này, Mông đã đánh giá ở phiên giao dịch của ngày 24, sau đó thì cản kỹ thuật ngắn hạn vùng 7.5, cơ bản ở trong tuần vừa qua thì nó hoàn thành được cái cản kỹ thuật. Đồng thời có những cái điểm test kỹ thuật quanh vùng 7.2, như vậy thì kỳ vọng 7.2 tích lũy thành công thì như vậy là chúng ta chờ đợi những cái xu hướng kỹ thuật mà cổ phiếu này vượt thoát vùng 7.5, và khi vùng 7.5 mà vượt thoát được với lực cầu xác nhận thì có thể là hướng về các cái target kỹ thuật cao hơn, có thể là khoảng quanh vùng 8, nhưng trước mắt các anh chị trước mắt sẽ là vùng 7.5, 7.6 sẽ là vùng cản kỹ thuật ngắn hạn. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công. KSB ở vùng hỗ trợ 20.7 đến khoảng quanh vùng 21.1, ở đây chúng ta đã có phân tích vùng hỗ trợ rồi, và trong tuần vừa qua thì nó có điểm test thứ nhất và điểm test thứ hai. Nói chung là gộp hai phiên của tuần trước với lại 5 phiên của tuần này thì chúng ta có 7 phiên mà chúng ta cứ tạm gọi là trong tuần vừa qua. Các anh chị lưu ý là như vậy. Các cái kỹ thuật ngắm đến vùng 23 và tuần này thì suýt soát đạt vùng 23, sau đó thì nó đang có một điểm test kỹ thuật ở đây. Tuần tới sẽ ở khoảng quanh vùng 21.7. Kỳ vọng test tích lũy ở vùng 21.7, vùng 22 thành công, ta cái kỹ thuật ngắm lên vùng 24. Cổ phiếu PLC 26.7 đến khoảng quanh vùng 28, ta cái kỹ thuật ở quanh vùng 30, suýt soát đạt 30, và PLC thì cũng bắt đầu quay trở lại test tích lũy. Phiên ngày hôm nay thì cũng khá là tích cực khi mà cây đến giờ kết thúc phiên thì nó có sự phục hồi. Như vậy vùng 27.6 đến vùng 28 trở thành biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn. Mục tiêu thì lại công lại vùng 30. Bởi vì vùng 30 là cản mà, thì chúng ta cứ ngắm lại đó đã. VCG trong tuần vừa qua thì nó tích cực hơn so với các cái điểm mà chúng ta phân tích, đúng không ạ? Chúng ta dự kiến là VCG sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 21.8 đến khoảng vùng 22, nhưng phiên giao dịch của ngày thứ hai mà quay trở lại giao dịch phiên ngày 2 thì như vậy là nó mở gap, nó tăng luôn. Tuy nhiên là động lực ở trong tuần vừa qua thì nó không có nhiều. Chúng ta dự kiến ở cái target kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 23.5, nhưng trên thực tế thì cổ phiếu này không vượt thoát qua được, và đây đang là những cái điểm test kỹ thuật. Như vậy tuần tới lại quay lại vùng 222.3. Test tích lũy thành công ở vùng này thì đẹp thì chúng ta ngắm ở vùng 23.5, xa hơn nữa thì vùng 24, 24.2. Cổ phiếu FCN thì trong tuần vừa qua khỏe hơn và khỏe nhất, có thể là khỏe nhất so với ngày trong ngành đầu tư công. Đấy, dự kiến ở vùng 14.5, 14.7, nhưng trên thực tế có điểm này, có test, có một điểm ở vùng 14.6. Như vậy là cái điểm test kỹ thuật của chúng ta dự báo khá là tích cực, và hoàn thành được cái vùng target mục tiêu 16. Như vậy tuần tới
dự kiến ở vùng 16.3, 16.5, test đi thành công, tiếp tục công vùng 16 và điểm xa hơn thì chúng ta sẽ ngắm lên ở khoảng quanh vùng 17. LCG nhìn chung thì chưa có nhiều động lực, 11.3, 11.5, đây là biên hỗ trợ kỹ thuật và điểm xa hơn thì sẽ đâu đó ở khoảng quanh vùng 12. Như vậy trong ngắn hạn thì chúng ta có 11.5, 11.7 dự kiến test đi thành công. Xa hơn để mà ngắm về target mục tiêu thì có thể là vùng 12.5, 12.7 và vùng 13. Cổ phiếu HHV nhìn chung thì cũng có phục hồi lên được một tí, nhưng mà sau đó thì nó lại quay trở lại nền 12.4, 12.6. Tuần tới khả năng tiếp tục test ở vùng này, test đi thành công ngắm lên vùng cản thuật 13.5. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành bất động sản dân cư. Đối với nhóm ngành này thì cũng đã có một nhịp chỉnh giảm tương đối mạnh, chỉnh giảm tương đối mạnh kể từ cái thời điểm mà chỉ số VN Index chúng ta đạt đỉnh ở vùng 1265, xin lỗi cả nhà, một vùng 1294 và chỉnh cung về khoảng quanh vùng 1166, thì như vậy nhóm ngành bất động sản dân cư là một trong những nhóm bị đạp tương đối là rát, và đến thời điểm tại thì nó cũng đang hình thành một cái nền tích lũy, và nền tích lũy này thì chưa có dòng tiền mạnh nên là cũng chưa có một cái sức bật, ngoại trừ một số các cái mã cổ phiếu riêng lẻ thôi đó, còn lại thì về cơ bản là cả cái dàn là nó chưa thực sự là khỏe lắm. Sell ở đây chúng ta có phân tích vùng 17, 17.4, 17.5, đó là biên hỗ trợ, và trong tuần vừa qua thì chúng ta có điểm tích lũy ở khoảng quanh vùng 7.6, cả kỹ thuật 19, 20 và nó tích lũy ở khoảng quanh vùng 18, như vậy tuần tới khoảng 18, 18.4 tiếp tục tích lũy vùng này thành công, mục tiêu ngắn hạn để vượt cản 19, sau đó hướng đến vùng cản kỹ thuật 20. Cổ phiếu HDG khá là tốt đây này, chúng ta có đề cập đến cái target kỹ thuật ở quanh vùng 28, thì ngay phiên giao dịch của ngày mùng 2 thì như vậy HDG có một target siết sát vùng 28 và trong tuần vừa qua thì tiếp tục có mức điểm đẩy thứ hai. Đồng thời chúng ta có phân tích một điểm hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 26, 26.2, 26.5, thì đây có điểm test vùng 26.5 và sau đó thì Hà Đô phục hồi tiệm cận đến vùng cản, thì như vậy là nó lại đang quay trở về test các anh chị này. Đây một điểm test phục hồi và điểm test thứ hai, như vậy tuần tới ở khoảng quanh vùng 26.5, 26.8. Kỳ vọng test tích lũy thành công ở vùng này thì ngắn hạn chúng ta vẫn tiếp tục ngắm các target kỹ thuật ngắn ở vùng 28 đến khoảng quanh vùng 28.5. HDC ở đây chúng ta có có biên hỗ trợ kỹ thuật 27.5 này, điểm 28-28.4 này, và ở đây thì nó trong tuần vừa qua thì nó thực hiện được một cái động tác, đấy là động tác break kênh. Break kênh sau break kênh xong thì nó lại tiếp tục test ở vùng 28-28.4. Target mục tiêu ở vùng 29.5 thì chính thức hoàn thành và đang có điểm quay trở lại test cung. Như vậy tuần tới thì khả năng nó sẽ có điểm 28.5 đến 28.4 đến khoảng quanh vùng 28.6, còn điểm sâu hơn có thể là 28. Test đi thành công ở vùng này thì sơ bộ chúng ta có thể ngắm lên ở khoảng quanh vùng 30. Ở cổ phiếu KDH ở đây rất là khỏe đúng không ạ? Đó, so với thị trường và so với cổ phiếu thì KDH đã có sự phục hồi khá là tốt từ vùng 32. Trong tuần vừa qua thì cũng có phân tích một cái điểm ở đây, đó là điểm 34.2 đến điểm 34.5. Test tích lũy rất thành công và chúng ta nâng cái target kỹ thuật lên khoảng quanh vùng 36.5, suýt soát đạt được và nó đang sideways ở trên vùng cản. Ở ngắn hạn thì có thể là chúng ta sẽ có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 35.4. Đây này. Đấy. Khoảng quanh vùng 35.4 các anh chị, quanh vùng 35.4 và điểm trên sẽ là vùng 36.5. Ngắn hạn nó sẽ sideways ở trong biên này trước khi mà chúng ta có thêm được các cái tín hiệu để chúng ta dự báo về đường đi. Đạt Phương ở trong tuần vừa qua cũng có sự phục hồi tích cực và chính thức thì hoàn thành được những cái target kỹ thuật rất là ok, và trong thời gian vừa qua đó thì cũng đã phân tích cái điểm 42.5 đẹp ở phiên giao dịch ngày 24, ngày 26 test lại, và trong tuần vừa qua thì nó test lại ở khoảng xích soát quanh vùng 43, target 146, target 2 ở vùng 50, và về cơ bản hai target này cũng đã hoàn thành. Tuần tới thuận thì nó sẽ test lại khoảng quanh vùng 48, test đi thành công ở vùng này tiếp tục đẩy lên vùng 50, hoặc điểm xa hơn chúng ta sẽ hướng đến khoảng quanh vùng 53. Đó, khỏe thì sẽ vươn lại ở cái target kỹ thuật ở vùng 53 đến vùng 54, chú ý đây là vùng cản kỹ thuật. Cổ phiếu DIG ở trong 2 tuần vừa qua thì chủ đạo nó đang hình thành nền. Nền 1 ở vùng 26, 26.5 và nền 2 ở trong tuần vừa qua thì ở khoảng quanh vùng 27.5 và hiện tại thì đang test khá là tích cực ở vùng này.
Như vậy kỳ vọng ở vùng 27.5 đến khoảng quanh vùng 28 tiếp tục test và mục tiêu ngắn hạn thì vượt vùng 29 để đi về vùng 30.5 đến khoảng quanh vùng 31. Đất xanh cũng đang xây nền, nhìn chung là nó đang xây nền và cái điểm mà mình có phân tích về các cái điểm xây nền ở vùng 16 16.2. Tuần tới thì khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 16.5, mục tiêu sẽ hướng về vùng 17.5 đến khoảng quanh vùng 18. Novaland ở trong tuần vừa qua nó xuất hiện tin xấu liên quan đến điều tra các cái dự án, chính vậy nên là Novaland lại sau khi mà nó test lại cái vùng 14 thì nó bị hở gáp này, cái phiên này chính là cái phiên mà ra tin, chính vậy nên là tất cả những cái nỗ lực phục hồi của cổ phiếu Novaland nó không đạt. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của Novaland thì như vậy là nó đang quay về vùng 13.5 và khả năng với động thái này thì như vậy là Novaland sẽ bị đạp về khoảng quanh vùng 12 đến khoảng vùng 12.5. Khả năng tuần tới nó sẽ test về đây. Và sau khi test tích lũy thành công, lực cầu quay trở lại thì khi đó thì chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta phân tích, chúng ta đánh giá thêm anh chị nhé. Và cái cây nến giờ ở phiên giao dịch tiếp theo tuần tới ở quanh vùng 13.5 thì sẽ cho chúng ta thêm về mặt thiên hướng, về mặt định lượng ở đây. Đấy. PDR ngày hôm nay thực hiện quyền chia đó, và một số các cái và do đó thì giá cổ phiếu giảm xuống và chạc kỹ thuật của chúng ta thì như vậy là chúng ta cũng phải điều chỉnh theo. Thì ở điểm 23.5 về cơ bản nó chính là cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở trong phiên giao dịch ngày 24 và tuần vừa qua thì chúng ta tiếp tục đánh giá cái điểm này. Cản trên ở vùng 25.5 và về cơ bản thì có trong tuần vừa qua hai điểm nó đánh chạm cản trên và nó đều quay trở lại test tích lũy. Ở đây thì phiên ngày hôm nay nó hở gáp này nên có khả năng nó sẽ quay trở về test gáp và sẽ test lại ở khoảng quanh vùng 24.3 đến khoảng vùng 24.5. Test tích lũy thành công ở vùng này đảo long thì như vậy trong ngắn hạn chúng ta sẽ ngắm đến một cái điểm cản kỹ thuật tiếp theo ở khoảng quanh vùng 26.5 26.5 đến khoảng quanh vùng 27. Nhóm ngành mà chúng ta sẽ đi phân tích tiếp theo đó là nhóm ngành chứng khoán, thì nhóm ngành này cũng đã có cái sự phục hồi khá là tốt kể từ phiên giao dịch của ngày 24 tháng 4. Đó chính là cái thời điểm mà gì, thị trường của chúng ta test cung ở nhịp 2. Và trong ngắn hạn thì như vậy là cổ phiếu một số các cái nhóm ngành, các cái mã ngành của cổ phiếu ngành chứng khoán thì chúng ta cũng đã đang xây dựng và đang đạt được một số các cái target kỹ thuật ngắn. Còn target kỹ thuật to và khỏe thì nó sẽ chưa xuất hiện đối với nhóm ngành chứng khoán ở trong thời điểm hiện tại. Theo quan điểm của Hùng như vậy, và các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ lướt lát ở trên những cái danh mục mà chúng ta có. Thì ở đây các anh chị, cổ phiếu VCI ở vùng 1646.5 đó chính là cái điểm mà chúng ta phân tích ở trên bản tin tuần video số 225. Mục tiêu thì sẽ công lên vùng 49 và về cơ bản thì test hỗ trợ thành công và cũng công cản thành công. Sau cái điểm cản kỹ thuật này thì như vậy là cổ phiếu bắt đầu quay trở lại quanh vùng 47.3, 47.5. Dự kiến tuần tới sẽ test ở vùng này, test đi thành công. Mục tiêu ở trong ngắn hạn của VCI vẫn là vùng 49 đến khoảng vùng 50. HCM có hai cái nến phục hồi cuối phiên khá là tích cực và đây là điểm cộng cho nhóm ngành chứng khoán nói chung và cổ phiếu HCM nói riêng. Thì ở trong tuần chúng ta có phân tích vùng 26.5, 26.8 đấy các anh chị này, đẹp luôn. Và chúng ta có vùng cản kỹ thuật 28 cũng đẹp luôn. Và đặc biệt là cổ phiếu HCM nó đang thực hiện vượt cản chéo ở quanh vùng 28 đến khoảng vùng 28.5. Thì hai cái nến phục hồi này khá là tốt với lực cầu bắt cũng khá là ok. Đấy, đến tận 2,4 triệu cổ phiếu đối với cái nến giờ kết thúc phiên như vậy là khá là đạt. Khỏe thì nó sẽ kéo đến khoảng quanh vùng 29, 29.5 đến khoảng quanh vùng 30. Cổ phiếu SSI vùng 34.7 đến khoảng vùng 35. Đây, 34.7 vùng 35. Và cổ phiếu SSI thì nó cũng đã thực hiện vượt được cái cản chéo và hiện tại thì nó đang xây và test tích lũy ở trên cản chéo ở vùng 34.7 đến vùng 35. Đó, đây thì các anh chị này, sau khi mà nó vượt lên thì nó quay lại nó test và đây theo quan điểm của Hùng là những cái điểm test kỹ thuật khá là thành công. Mục tiêu trong ngắn hạn ở vùng 36, 36.5 đối với SSI. VND thì chủ yếu đang tích lũy sideways đi ngang vùng hỗ trợ kỹ thuật 20.2, 20.4 và cả kỹ thuật trên ở vùng 21.5 đến khoảng vùng 21.6.
Trong ngắn hạn thì chúng ta sẽ xem hỗ trợ dưới và cản trên. FTS là một mã cổ phiếu cực nhạy, các anh chị, cực nhạy và nó hồi rất là nhanh. Đấy. Điểm 53.5 đến điểm 54 chúng ta có phân tích, điểm hồi điểm hỗ trợ kỹ thuật này. Sau đó thì nó sẽ dự báo nó sẽ phục hồi chạm kênh và nó test tích lũy trở lại này. Đấy. Thằng FTS là nó đánh khá là thành công. Sau đó thì nó thực hiện một cái điểm break break kênh và sau cái break kênh thì nó hoàn thành luôn cái target kỹ thuật ở vùng 60. Với xu hướng hiện tại như thế này thì như vậy là FTS khả năng sẽ quay trở lại, nó sẽ quay trở lại test ở vùng 58.5 đến vùng 59 test tích lũy thành công. Sơ bộ thì có thể nó sẽ thực hiện một điểm kéo về khoảng quanh vùng 62.5 đến khoảng quanh vùng 63. SHF điểm tích lũy khá đẹp ở vùng 18, điểm sâu hơn ở vùng 7.5, nhưng về cơ bản là ở trong tuần vừa qua thì nó chỉ test tích lũy ở khoảng quanh vùng 18 thôi. Test tích lũy thành công ở điểm này và hướng về vùng kỹ thuật 19.5. Tuần tới thì khả năng ở khoảng quanh vùng 18.4, 18.5 tiếp tục tích lũy cản trên vùng 19.5 đến khoảng quanh vùng 20, 20.5. Đó là cả cái target mục tiêu của SHF. VX khi hiện tại cũng đang khá là ok rồi đấy, xu hướng tích lũy khá là ổn. Đây, 16.7 đến vùng 17 vượt thoát lên ở trên vùng 17.5 và sau đó bắt đầu tiếp tục quay trở lại test ở vùng 17. Hai cái nến giờ phục hồi với lực bắt trên cây nến giờ khá là tích cực. Dự báo ở vùng 18, điểm xa hơn thì là kéo lên vào khoảng vùng 18.8 đến vùng 19. VX thì chúng ta sẽ có hai cái target kỹ thuật ở đây thôi. AGR hiện tại cũng đang có những cái điểm kéo khá là đẹp sau các cái điểm tích lũy ở đây là vùng 7.8 đến vùng 18 đúng không ạ? Đây, 17.8 vùng 18 đây các anh chị. Rồi. Target kỹ thuật của nó là hướng về vùng 19.5. Tuần này chưa đạt nhưng ít nhất là nó đã công được về vùng 19 cộng rồi, hai cái nến giờ kết thúc phiên nó phục hồi. Cái đặc tính của phiên AG cái nến gọi là cái tạo lập của AGR nó đánh những cây nến rất là dài, rất là sốc. Và đâu đó nó chỉ cần 1 đến 2 cây nến giờ thôi là nó đã có thể xây được những cái target rất là cao. Tuần tới thì tiếp tục hướng về vùng 19.5 đến khoảng quanh vùng 20. VDS cũng phục hồi khá là tốt từ vùng 18.2, 18.4 đây, 18.2, 18.4. Target 19.5 hoàn thành và suýt thoát tí nữa thì đẩy lên được vùng 20, hai cây nến giờ phục hồi kết phiên khá là đẹp như vậy tuần tới. Mục tiêu chúng ta sẽ ngắm lên vùng 20, điểm xa hơn sẽ là vùng 21. ORS thì nhìn chung ở trong 2 tuần vừa qua, bản chất thì nó tích lũy đi ngang ở vùng 14, 14.2, 14.4 có đạt được target 15. Sau đó nó lại test này và với hai cái nến test này thì khá là đẹp. Và ORS thì nó cũng đánh đánh nhanh, nó chỉ cần một hai cái nến thôi là như vậy là nó cũng đã hoàn thành được cái vùng giá mục tiêu. Ngắm lên vùng 15.5 đến khoảng quanh vùng 15.8. Cổ phiếu MBS vùng test tích lũy ở vùng 28 26.8 đến vùng 26.5 khá là ok. Đây các anh chị test lên tích lũy. Hoàn thành target mục tiêu ở vùng 28.5 và hiện tại nó cũng đang có điểm test. Đấy, phiên ngày hôm nay hai cái nến test ở đầu phiên và sau đó thì nó cũng có những cái điểm phục hồi khá là tốt và khá là tích cực ở đây này. Như vậy tuần tới thì có thể kỳ vọng là gì? Thuận thì nó sẽ tiếp tục kéo một nhịp nữa về khoảng quanh vùng 30. Cổ phiếu CTS rất là đẹp và nó đánh khá là khỏe. Đây, nó có một cái điểm test kỹ thuật chạm kênh ở khoảng quanh vùng 34.5. Đấy. Sau đó thì có điểm 35, 35.4. Hoàn thành target vùng 31 và sau đó tiếp tục kéo vùng 40, hai cái nến giờ kết thúc phiên ngày hôm nay thì đấy là hai cái nến giờ khá là khỏe sau những cái điểm test. Và đặc tính tạo lập của CTS thì các anh chị biết rồi, nó chỉ cần khoảng tầm độ 1 2 cây thôi. Là như thế là nó kéo lên thôi. Và với cái đà hưng phấn hiện tại thì có thể tuần tới nó sẽ tiếp tục đẩy để cho nhà đầu tư nhỏ lẻ FOMO và nó sẽ kéo lên ở khoảng quanh vùng 42 đến khoảng vùng 42.5. Các anh chị lưu ý đây là vùng cản kỹ thuật, hạn chế đua. Đó. Rồi, như vậy là cũng đã view xong một số các cái danh mục cổ phiếu rất là cơ bản của thị trường. Phần cuối của bản tin thì cũng sẽ dành thời gian để chúng ta quan sát thêm một chút xíu ở trên chart kỹ thuật ngày của chỉ số VN Index, đúng không ạ? Thì chúng ta nắm được cái cách vận hành của thị trường, đó là thị trường nó sẽ đi đủ các bước sóng ABC. Và sóng A thì đã hoàn thành xong ở quanh vùng 1166, sóng B hiện tại chúng ta đang xây target kỹ thuật và chúng ta đã đạt được đến target 2 và trên đường hướng về target 3. Và cái đường hướng về target 3 nó chỉ còn suýt soát một tí đẹo thôi, bởi vì trong phiên giao dịch của ngày 9 tháng 5 thì như vậy là chỉ số VN Index của chúng ta đạt đến khoảng quanh vùng 1257 điểm rồi.
chỉ còn 3 điểm nữa thôi là về đến vùng 1260. Và các anh chị để ý thấy là tại vùng 1250 thì chúng ta đang có 4 cây nến. 4 cây nến thể hiện là gì? Đà tăng của thị trường bắt đầu chậm lại. Đà tăng của thị trường bắt đầu chậm lại. Các anh chị lưu ý là như vậy, đà tăng thị trường bắt đầu chậm lại. Thì đồ chúng ta có những điểm test. Test về vùng 1240 và có những điểm test sâu là đã suy soát về đến vùng 1233 điểm ở đây. Chính là cái đường thanh ngang mình có vẽ ở đây. Như vậy thì 4 phiên mà thị trường của chúng ta chưa thể bứt được, chưa thể bứt được cái vùng ngã tuần 1260. Điều đó cho thấy là gì? Nhà đầu tư đang khá là quan ngại khi mà chỉ số VN Index chúng ta kéo về ở vùng 1255 đến vùng 1260 ở đây. Và chúng ta quan sát đến khối lượng đó, sau những cái điểm mà gì? Vô tăng thì như vậy là hai phiên gần đây thì khối lượng lại tụt xuống dưới trung bình 21 phiên. Điều đó cho thấy rằng là nhà đầu tư đa phần đang nghe ngóng, và trong trường hợp nếu như thị trường chúng ta diễn biến không thuận lợi thì khả năng lực chốt sẽ bắt đầu gia tăng lên thị trường, các anh chị lưu ý. Và về xét về lý thuyết về phân tích sóng thì hiện tại cũng quan sát thấy là dòng tiền chờ mua đã bắt đầu gia tăng mạnh trở lại kể từ phiên giao dịch ngày 8 tháng 5. Và thông thường khi dòng tiền chờ bán gia tăng thì thị trường sẽ chịu áp lực chỉnh cung. Thế còn chỉnh như thế nào, chỉnh ít hay chỉnh nhiều thì quá trình phân tích và quá trình theo dõi cái tín hiệu GN Time thì cũng sẽ phân tích thêm. Nhưng chắc chắn thị trường sẽ chỉnh cung. Và các anh chị để ý thấy là áp lực chỉnh cung đã bắt đầu gia tăng lên thị trường. Mặc dù ở phiên giao dịch ngày 8 tháng 5 sau khi chỉnh xong thì thị trường kéo. Phiên các cái phiên gần đây cũng như vậy. Đó. Thì sau khi mà nó tạo thành các cái dâu nến ở phía dưới và nó đều có cái sự rút chân đi lên. Nhưng điều đó nó cũng đã thể hiện rằng là gì? Cái động lực đi của thị trường nó đang bị chậm lại. Và đây là điều đáng lưu tâm. Và khi dòng tiền chờ bán gia tăng cao thì nó sẽ chuyển sang bán. Chắc chắn nó sẽ chuyển sang bán. Một cái phiên nào đó mà thị trường chỉ cần giảm mạnh thôi nó sẽ chuyển sang bán. Và bán xong thì nhà đầu tư sẽ thu tiền về. Thu tiền về xong thì nó sẽ tạo cái vòng đời mới, cái vòng quay mới. Đó, nó sẽ tạo cái vòng đời mới, vòng quay mới. Và dòng tiền này nó sẽ bắt đầu luân chuyển sang cái vị thế chờ mua và mua để hình thành chân sóng mới. Như vậy trong tuần giao dịch mới, các anh chị nắm cho Hùng Lê hai điểm mấu chốt quan trọng các anh chị. Một, cản trên ở vùng 1260. Và hai, điểm hỗ trợ dưới ở vùng 1230, 1233, 1235. Chừng nào chỉ số VN Index của chúng ta còn sideways được ở trên vùng 1230. Đó, trên vùng 1230 thì điều đó nó còn tích cực. Còn trong trường hợp chúng ta xuất hiện một cây nến đỏ đặc dài mà chỉ số VN Index đây. Đó, chỉ số VN Index của chúng ta bị gãy ở vùng 1230 thì đó là thời điểm mà các anh chị đang cầm full cổ phiếu chúng ta sẽ chốt bớt. Đấy là cái thứ nhất, các anh chị cầm full margin chúng ta phải tháo hết margin cho cá nhân đúng lên. Rồi chúng ta đưa cái tỷ lệ tiền mặt trên cổ phiếu về ở một cái trạng thái hợp lý để chúng ta chờ đợi xem như vậy khi mà cái sóng xê chỉnh nó test thì nó sẽ test về đâu. Đó thì ít nhất là nó sẽ test về khoảng quanh vùng 1218. Rồi sau đó nó sẽ lần lượt, nhưng mà ít nhất là nó sẽ về đến những vùng đó. Và cái quá trình mà như Hùng đã phân tích rồi, chúng ta sẽ căn cứ cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường để gì ạ, chúng ta phân tích định lượng các anh chị nhá. Và chúng ta không chống lại xu hướng của thị trường mà chúng ta chỉ nương theo thôi. Cái quá trình mà thị trường của chúng ta vận hành thì như vậy là chúng ta chỉ nương theo xu hướng thôi. Thì đó là một cái lý thuyết về phân tích sóng của thị trường rất là quan trọng. Bản phân tích cập nhật tuần này xin phép được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị em nhà đầu tư trong các bản phân tích và định hướng về mặt thị trường cũng như cổ phiếu tiếp theo.